Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ninh Dương Văn Ngọc hát vì mấy anh bắt chia tay sau hậu trường, liệu có lầy lội như trong MV? Sau khi ra mắt MV cùng Hiếu Lê, Ninh Dương Văn Ngọc cũng đã hé lộ hậu trường tập luyện ca khúc này. Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ninh Dương Văn Ngọc tập luyện hát ca khúc vì mấy anh bắt chia tay phiên bản hoàn toàn mới bên trong hậu trường trong lúc chờ quay MV. Theo như đoạn clip được chia sẻ, Ninh Dương Ngọc đã thẩn thờ ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm theo ca từ của bài hát vì mẹ anh bắt chia tay phiên bản Miu Lê Lan Ngọc. Nếu như trong MV được lên sóng vừa qua, Ninh Dương Ngọc đã mang vào ca khúc này một luồng gió hoàn toàn mới thì trong giọng hát lẫn bản phối đều mang đậm hơi thở. Vậy nên ở phiên bản hậu trường này, Ninh Dương Ngọc cũng đã thể hiện vô cùng tốt những câu hát đúng tông và không hề bị lạc nhịp. Đặc biệt màu giọng của Ninh Dương Ngọc khi hát nghiêm túc không đùa giỡn thì cũng được nhiều người nhận xét là khá phù hợp với phiên bản mới này của Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay kết hợp cùng Miu Lê, âm nhạc dân ca Nam Bộ kết hợp với Bolero. Quay trở lại với MV vừa được hai cô nàng ra mắt, với những ai đã từng một lần nghe qua bản gốc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay phiên bản Miu Lê, Lan Ngọc chắc chắn sẽ khiến người nghe vừa quên luôn bản gốc vừa không khỏi bật cười. Thế nhưng bên cạnh độ độc lạ của bản phối mới, màn hòa giọng có 102 đến từ Miu Lê và Ninh Dương Ngọc mới là điều người hâm mộ thích thú. Trong quá trình thực hiện phiên bản đặc biệt này, Miu Lê và Ninh Dương Ngọc đã kết hợp vô cùng ăn ý, đặc biệt là những phân cảnh tương tác đầy ngẫu hứng và tự nhiên. Giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay chắc nịch khẳng định, nếu được mời tham gia một dự án điện ảnh có sự xuất hiện của Lan Ngọc, không có lý do gì để Miu có thể từ chối cả. Miu chắc chắn sẽ nhận lời tham gia. Vì đối với Miu, Miu thật sự rất ngưỡng mộ chị Lan Ngọc bởi lối diễn thông minh, nhạy bén và rất chuyên nghiệp. Nhưng nếu đóng chung một bộ phim và với nét của hai chị em thì chắc chắn là cả hai đều sẽ là phản diện thôi, nhìn ác lắm. Miu Lê chia sẻ. Bạn nghĩ sao về sự kết hợp lầy lội này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho Bắp Channel biết nhé.